Chào các bạn nha. Thì clip ngày hôm nay Dương sẽ đi cuốn cái luồng bẫy rắn hổ. Và cái luồng bẫy ngày hôm nay Dương cuốn là đâu đó là 40 cái nha các bạn. Thì Dương cũng hôm nay cũng không đem gì chứ, đem mỗi cái ba ga này để chở bẫy về thôi các bạn. Trong đó thì mấy cái túi lưới gắn, có gắn thì Dương bắt Dương bỏ vô luôn. Thì cái luồng bẫy này Dương đặt, Dương thăm cử này là cử thứ tư bạn. Đầu cái dính rất là yếu nha. Cử đầu dính được có 3 con. Cử thứ hai 2 con, cử thứ ba là cử rồi Dương dính con mà Dương xóa cả clip luôn, Dương không có đăng. Thì mấy cái khu bên đây nếu mà dân bẫy anh em mình bẫy gắn á, thì thấy cái địa thế thì rất là ngon nữa các bạn, nhưng mà gắn nó không còn là do là ở đây toàn là những cái hồ hoặc những cái đám ruộng mà cái bờ nó có bay lớn vậy nè. Cái bờ nó chiều ngang khoảng 4 đến 5 mét gì đó hả, hoặc là ở dưới đó là đầm lầy mà chiều ngang 3 4 5 mét gì nè. Cái thế này đặt bẫy á, có anh em nào mà vợt qua rồi thì cái tỷ lệ gắn nó giảm đi rất là nhiều nha. Cho nên Dương qua đây thì cũng đã trễ rồi, cho nên đã anh em đã làm hết rồi, đâm ra cũng không còn gắn nữa. Thì những cái luồng bẫy như thế này nè, anh em nào mà có đặt á, tâm từng 3 cử đến 4 cử mà nó thắt thì nên cuốn về đi nha. Cho dù địa thế nó rất là ngon, mình cũng vẫn sẽ cuốn nha các bạn. Tại vì đã là hết gắn rồi, chứ không phải là mình đặt không dính nha. Thì cái khu bên đây Dương cũng không ngại chia sẻ với anh em là cái khu ở đây là Long Tăng. Dương đánh dài qua bên Vĩnh Thanh luôn nha các bạn. Khu đây dùng dính dưới Vĩnh Thanh là dùng nước lợ. Và thì Dương khi nào mà vô trong tới cái bãi đầu tiên á, thì Dương quay chia sẻ anh em cùng xem với Dương nha. Cái bãi đầu tiên trong dưới này nha các bạn. Khui 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 đau. Chất quớt mọi người. Cái bẫy đầu tiên không dính rồi. Chuột vẫn còn sống luôn. Ở đây thăm bẫy là thăm làm không gì là rất là nhiều nha bạn. Tại vì số lượng ngày hôm nay Dương cuốn đầu tầm 40 cái đang. Quay cái đầu tiên để lấy cái động lực. Mà thúi hẻo hơn nè. Vừa lợi tới cái bẫy này Dương dở lên Dương thấy dính một hành bự lắm bạn ơi. Anh em xem phần quả cho đã luôn. Con này tất cỡ tầm 6 lạng mà. Phần khúc khang khúc khóc luôn. Ui ui đã. Để Dương chạy ra một kia Dương bắt gắn này ra anh em xem nha. Tổng cộng nãy giờ là Dương cuốn hai cái này nữa là 8 cái nha bạn. Dính được 2 con bạn ơi. Con bự đó Dương còn hành ba. Bắt con hành ba này ra trước. 8 cái. 2 con. Quả nó dính đều gì cũng đỡ. Qua bên kia nó dính cực kỳ yếu luôn. Ok, hành ba. Đây đem cái túi này theo không? À, qua đây quýnh gắn hổ mà tình hình không thơm mà Dương rút về. Ở đây nó rộng lớn, phải mình quen quen biết điểm đánh còn được. Cái này gắn nhất nha bạn. Bành bung. Gắn này dù dữ lắm lâu. Tại vì cái luồng bẫy này Dương quýnh cũng lâu lắm rồi mà. Phải quýnh cũng để lâu lắm mà. Thăm nó không dính gì, Dương để đâu 8-9 ngày gì mới đi thăm. Nó đi cuốn về luôn chứ. Sáu lạng đây. Con này dữ lắm, tới vừa 6 lạng rồi. Con lành. Hy vọng cái bẫy này nó sẽ dính nha bạn. Bẫy này nó dính được con mà, cái bẫy này ngon lắm. Nó chống dữ vậy trời. Bỏ tài. Cái bẫy này không dính là thua.
Trời ơi, hạnh hạnh lọt còn có một khúc rồi ơi. À chừng lạng gì nó sắp lọt ra luôn rồi nha. Đây, những con hổ hành này thì Dương sẽ cho nó về với tự nhiên nha. Nó đi đi nhỏ đó mà bạn, chung con nó, con này chắc cũng phải tầm lạng đàn lạng mấy gì, sắp lọt ra ngoài luôn. Rồi đi cuốn tiếp nha bạn. Hai cái bẫy trong đây cũng có một lần nó bị mắc chuột nữa mà. Tính ra là cái khu nào mà có đại ca là cột hôm dưới chết luôn chắc cứu hơn rồi. Chứ Dương thấy cái con cái lọt thở nó dễ xảy lắm. Chết quớt rồi. Mình không biết lý do là sao mà nó xảy được nha. Đây, cái bẫy này còn chuột luôn. Anh em xem địa thế đây, nhìn hoang vu lắm. Thế này anh em nào bẫy rắn gặp là phái liền. Nhưng cái bờ này từ đây qua đây khoảng 4 mét mấy các bạn, nó cứ bờ bờ rồi hồ hồ vậy đó. Cái thế này thì có anh em nào mà dạo qua rồi đó là cái số lượng rắn nó giảm rất là kinh khủng nha. Còn nếu như mà anh em nào chưa có dạo thì mình sống được. Khu này anh em cũng làm dữ lắm, cho nên Dương nè uống về hết kiếm chỗ khác đặt đi. Nguyên cái luồng bẫy này có cái bẫy này nè bạn, là Dương thăm đâu ba cử là đều mắc chuột hết luôn nha. Cử này cử thứ tư há Dương nghi ở đây xảy đại ca mắc chuột hoài luôn mà trống lỏng như nè mày. Rồi đợt này trống lỏng luôn. Quá sao nặng bạn ơi. Vì là gấp cuộc cũng dính rồi em ơi. Em mang anh ba con chuột rồi. Hai con gì mà nặng lắm nha bạn. Trời ơi. Kèo thơm rồi bạn ơi. Vô mánh rồi. Trời ơi trời, nằm một khúc luôn rồi bạn. Hồi nãy Dương chạy qua đây Dương bắt ngắn này mà quay cận cảnh em xem nha. Hàng khủng. Cùi hàng nhau vấn đề. Hát con rắn này là một tháng rồi nè, nó dính ăn ba con chuột rồi. Trời ơi con hổ đắt. Má ơi. Hát con này to nha bạn. Thì nó dính làm như chưa có phân bạn ơi. Thầy cái mình của nó Dương thấy cũng còn sình không bạn. Kiểu nữa cái đuôi, khúc đuôi á. Trong camera thì anh em khó nhìn thấy, nhưng mà ở ngoài thì Dương nhìn thấy rõ lắm. Kiểu như trong hang nó mới bò ra mà. Cái đầu thì khỏi phải bàn. Bóng lưỡng. Trời ơi, ngộ đất. Má ơi, nó đen. Má, cái con này đen bóng luôn nha bạn. Hòa khử. Con này bự lắm nha bạn. Thì đầu thì thoát anh. Cái đầu nó anh em thấy không? Hết tròn cái đầu. Quay con này thật dám hết clip luôn thiệt luôn á. Đó. Đó. Con này nó cũng phun độc nha bạn, nhưng mà trường hợp hiếu yếm lắm. Con này là bự rồi các bạn. Mấy cái mình nó còn sình không. Thank you.
nữa chứ. Đây nè, thì một túi này em đựng con thôi nha, ngon lành. Rồi thì sớm giờ Dương cuốn đâu được 27 cái rồi các bạn ơi, còn đâu cũng tầm mười mấy cái gì nữa. Thì mấy cái đó dính được có đây, dính con hổ đất này, cái khủng với hôm đây hai hổ hành, với trong đó con hổ ngựa nữa các bạn. Thì thật sự luôn, ngày hôm nay Dương qua đây là nó hơi trễ, cho nên đi Dương hơi nắng các bạn, quá trời nắng. Dương bị trúng độc nước rồi bạn ơi. Để cho anh em xem nè. Anh em thấy nó không nổi hộp nhỏ không? Mấy cử trước Dương thăm thì nó không có nha bạn. Dạng Dương đi thăm làm như trời còn mát á, ngày hôm nay sao quá trời kỳ bạn ơi. Đây nè, dữ lắm luôn, nổi hột lự lự chung. Không biết quay cái những khúc này anh em đừng có cười nha, với lại không biết YouTube ổng có khó khăn không nữa, chứ những lúc mà phản cảm quá thì YouTube ổng cũng khó quay các bạn. Dù muốn chia sẻ anh em biết là cái vùng bên đây là so với thịt da của Dương á, là nước dạng độc à, nước độc. Thịt da của Dương đụng vô mấy cái nước này nổi hột quá trời, chịu hết nổi luôn. Qua cái này mặt có nhăn nhó quá, anh em cũng thông cảm nha. Thật sự Dương chịu hết nổi rồi. Thì sẵn đây Dương cũng muốn là kết thúc clip luôn bạn ơi. Dương còn mười mấy cái Dương gán gọc mình, gán cuốn luôn đi về. Chứ thật sự bây giờ là Dương chịu hết nổi luôn. Dương có dầu nha bạn. Đâu rồi? Chở chai dầu này nãy còn gần nửa chai mà Dương sức muốn hết luôn rồi, hết luôn rồi bạn. Thật bây giờ là Dương phải chạy đi ra ngoài tiệm tạp hóa kiếm mua chai dầu gió Trường Sơn sức vô thêm bạn ơi, chứ còn mấy cái nữa quá trời. Thật sự thì cái luồng bẫy này á, là nó dính gắn rất là yếu nha, chứ không phải là nó dính dữ đâu. Con chuyện phim em xem clip á, là Dương chẳng qua là những
cái mà không dính á, với lại những cái thế bẫy nó không ngon á, Dương không quay không chia sẻ thôi. Lắm rồi. Thật sự cái vùng đất bên đây là có thể nói với Dương á là rừng thiên nước độc bạn ơi. Cái nước bên đây nó quá trời quá đất. Thôi thì cũng cho Dương xin kết thúc clip nha. Cảm ơn anh em đã xem clip ủng hộ Dương. Bye bye.